Thưa các bạn, đây có lẽ chính là chiếc Forerunner có cái màu sắc độc và lạ nhất Việt Nam. Hiện tại thì phiên bản Runner Wajek sẽ không có màu này. Chắc là do phong thủy khách hàng của chúng ta đã độ màu xanh rất là độc đáo và bắt mắt, duy nhất tại Việt Nam. Hiện tại thì chiếc xe này cũng độ rất là nhiều rồi, được trang bị thêm bumper shock kiểu Forerunner Raptor này, trang bị thêm bộ cua lốp này, được độ thêm cả về phần về che mưa và rất là nhiều tính năng chi tiết khác. Chiếc Forerunner Wajek mang hơi hướng của chiếc Ranger Raptor. Phần đầu xe cũng được độ logo Ford rất là to ở chính giữa. Vâng, cũng xin chia sẻ thêm về chính sách bán hàng cũng như là giá cả của chiếc Forerunner Wajek. Hiện tại thì Forerunner Wajek cái phiên bản 2020 đang có cái giá limit là 918 triệu, nhưng đang giảm giá rất là sâu lên đến 40 triệu đồng. Bán cụ thể là 878 triệu. Các bạn đã quan tâm đến chiếc Forerunner Wajek thì liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại là 906 828 999 để chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn. Trên Forerunner Wajek là một trong những sản phẩm trang bị đầy công nghệ của Ford. Động cơ 2.0 turbo tăng áp kép cho công suất của nó là 213 mã lực. Về hệ thống thông minh thì trang bị rất là nhiều thông minh, ví dụ như là chìa khóa thông minh, smart key này, nút khởi động start stop, màn hình camera lùi, ga tự động, phanh khẩn cấp và rất là nhiều tính năng thông minh và tiện ích khác. Nếu các bạn quan tâm thì rất mong quý vị bạn có thể liên hệ chúng tôi để chúng tôi có thể mời các bạn đến xem xe, lái thử và bàn bạc về giá cả cũng như là chính sách bán hàng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến kênh Vua Xe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.